Người đàn ông Mỹ này đang đi dạo trên đường phố Thái Lan, quay đầu đột nhiên thấy một toán cảnh sát. Nhìn phía trước, một toán phản động bừng bừng xông đến. Anh ta định tìm chỗ trốn đi, cửa hàng hai bên phố đã đóng chặt cửa. Cảnh sát lên tiếng vừa đàm phán vừa uy hiếp, nhưng đám phản động không chịu nghe, một người đốt cháy bom xăng ném đi. Một giây sau liền bị cảnh sát bắn ngã, cả người bốc lửa. Xung đột nổ ra, đám phản động xông đến, cảnh sát đành phải tiếp tục nổ súng. Nhưng sau khi đến gần, súng đạn không còn có tác dụng, hai bên bắt đầu dùng nắm đấm. Trong lúc hỗn loạn, Jack phải bảo vệ hai mẹ con khỏi cuộc bạo loạn. Nhóm người phản động này vô cùng điên rồ, dần dần cảnh sát cũng không đàn áp được. Mọi người nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này. Con đường bên cạnh cũng không hề an toàn. Cảnh sát chạy đi trước, phản động đuổi theo sau. Trên đường, Jack thấy rất nhiều thi thể cảnh sát, xe cháy la liệt khắp nơi. Đương nhiên cũng có người dân vô tội bị thương. Jack chạy về khách sạn phát hiện rất nhiều bọn phản động đang vây trước cửa. Một người đàn ông nước ngoài bị áp tải ra, anh ta vùng vẫy hét lớn mình là người nước ngoài nhưng không ai thèm để ý. Một người đàn ông mặt sẹo nổ súng vào đầu anh ta. Jack vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vừa định bỏ chạy liền bị một tên phản động phát hiện. Anh ta vội vàng leo lên thang bên cạnh khách sạn thoát thân. Đám phản động tràn đến cũng leo lên thang. Jack rất thông minh, sau khi leo lên thì đạp gãy thang để chặn đường bên dưới. Đám phản động nổi giận đùng đùng bắt đầu ném đá về phía anh ta. Vừa hay Jack nhặt một hòn đá lên, đập vỡ cửa kính chạy vào trong khách sạn. Nhân viên bên trong đang phong tỏa cửa lớn nhưng chưa bao lâu, bạo động đã xông vào trong, thấy ai là nổ súng. Jack vội vàng trốn vào thang máy phía sau. Quay về phòng mình, anh ta vội vàng kể lại tình hình với vợ. Hóa ra Jack là một kỹ sư ngành nước người Mỹ, đến Thái Lan theo yêu cầu của công ty để giúp người dân địa phương sửa đập chứa nước. Vợ và hai con gái của anh ta cũng đi cùng. Tưởng rằng đây là chuyến đi vừa công tác vừa du lịch, cả gia đình rất vui vẻ, nhưng không ngờ chuyến này đi dễ khó về. Bởi vì đập nước mà Jack chuẩn bị đến công tác đang xảy ra tranh chấp. Người dân cho rằng người Mỹ đang cướp đi nhà máy nước của họ nên đã xảy ra bạo động. Mục tiêu của họ chính là những người nước ngoài với khẩu hiệu đổi máu lấy nước. Đổi máu lấy nước. Vừa về phòng, Jack mới phát hiện con gái lớn Lucy đã biến mất. Hai vợ chồng vội vàng đi tìm, cô em gái Bi bảo chị đã lén ra bể bơi. Jack nghe xong được phen hoảng hồn, vội vàng chạy ra tìm con gái. Chạy được nửa đường phát hiện có hai tên phản động đang điên cuồng đạp cửa, hết cách anh ta đành quay trở lên tìm đường khác. Bên này Annie đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn, bước đến gần mắt mèo nhìn ra phát hiện phòng đối diện có hai người đàn ông trùng mặt, người đầm đìa máu. Tiếp theo, phòng bên cạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết, Bi sợ hãi khóc thét lên. Tiếp theo có tiếng mở cửa, Annie đành phải dùng thân chặn cửa, bọn chúng bắt đầu điên cuồng đập cửa. May thay đập vài nhát thì rời đi. Bên này Jack đến được bể bơi tìm được Lucy. Sảnh lớn bên cạnh có tên bạo động đang chém người, nhìn thấy Jack liền lập tức chạy về phía này. Jack vội vàng lấy một cái phao chặn cửa lại. Đám bạo động bắt đầu đập cửa. Jack bế con gái lên tức tốc bỏ chạy. Lúc chạy lên, một tên bạo động đẩy cửa ra thấy Jack liền vung dao chém. May thay có một người tốt bụng kịp thời đẩy hắn ta ra. Người kia bảo Jack chạy lên sân thượng trước, bản thân ở lại xử lý tên kia. Lúc này lại có thêm người đuổi lên, người kia ném cái xác về phía chúng. Jack thành công về được đến phòng, cả nhà rất díu nhau chạy lên sân thượng. Trên đường đi, Bi làm rơi con gấu bông liền gào lên đòi quay lại nhặt. Jack vừa quay lại, đám bạo động đã nổ súng về phía họ. Đến lúc này rồi còn nhặt gấu bông gì nữa. Cả nhà tức tốc leo cầu thang chạy lên sân thượng. Sau khi xác nhận họ không phải phản động, người bên ngoài mới chịu mở cửa. Nơi này đã có rất nhiều người đến lánh nạn, hầu hết đều là người nước ngoài. Cả nhà vừa nghỉ ngơi được mấy phút, đột nhiên một chiếc trực thăng bay đến, mọi người như chết đuối vớ được cọc. Không ngờ trên máy bay cũng là phản động, chúng thẳng thừng nã đạn xuống. May thay cả nhà Jack phản ứng nhanh, lập tức tìm được chỗ trốn. Trực thăng lượn sang mạn bên kia tiếp tục nổ súng. Nhưng không may trực thăng bị vướng vào dây điện, rơi xuống dưới. Cả nhà Jack may mắn thoát nạn. Ở bên này, do cửa lớn không có ai canh giữ, rất nhanh phản động đã đập cửa xông vào đồ sát lần hai. Lúc này rất nhiều người tiếp tục leo lên cao. Jack kéo Annie đến bên bờ tường chỉ nóc nhà đối diện, nói chúng ta phải nhảy qua bên đó. Cũng chỉ cách cùng lắm 8 mét mà thôi. Annie không tin vào tai mình, chuyện này quá điên rồ. Nhưng Jack kiên quyết đòi nhảy, không nhảy sẽ chết ở đây. Sau đó liền kéo vợ lên bục lấy đà. Annie cắn răng bắt đầu chạy lấy đà. Nhưng sắp đến nơi lại không dám nhảy, suýt nữa rơi xuống dưới. Thấy lũ phản động sắp đến gần, dưới sự cổ vũ của Jack, Annie nhảy thêm lần nữa. Tuy ngã xước ra chóc thịt nhưng cũng sang được bên kia. Tiếp theo Jack bế con gái Bi lên rồi ném sang. Tuy trông rất đáng sợ nhưng có Annie làm bệ đỡ, Bi không hề bị thương. Tiếp theo đến lượt Lucy nhưng cô bé không chịu nghe lời, Jack đành phải cưỡng ép ném cô bé sang. Không ngờ Lucy không chịu buông tay, suýt nữa hai người đều rơi xuống dưới. May thay có một người đến giúp, Jack mới kéo được con gái lên.
Đến nước này, Jack đành cởi thắt lưng ra buộc tay con gái lại. Cùng lúc đó, trên sân thượng đã bị chiếm đóng, đám phản động đang nổ súng giết người. Jack nhanh chóng ném Lucy qua bên kia. Dưới sự bảo vệ của Annie, Lucy cũng bình an tiếp đất. Tiếp theo Jack cũng nhảy sang, còn người kia chưa kịp nhảy đã bị bắn chết. Tên mặt sẹo ở trên cao lấy một tấm băng rôn ra, bên trên có in ảnh của Jack, đây rõ ràng là khiêu khích. Jack đạp cửa cầu thang nhưng không được, nhìn xuống dưới thấy một đường ống. Anh ta liền leo xuống theo đường ống. Sau khi xác nhận nơi này an toàn, anh ta mới lần lượt đón con gái và vợ xuống. Cả nhà trốn ở ngoài ban công. Không lâu sau Jack phát hiện bên dưới tòa nhà có một con xe tăng. Cả nhà vội vàng trốn vào trong văn phòng. Tiếp theo, xe tăng bắn một quả bom, trong phòng nổ tanh bành. Khói bụi mù mịt, bên trong phòng loạn cào cào lên. Jack nhìn ngoài hành lang rồi dẫn cả nhà lùi về sau, họ trốn dưới đống đổ nát, Jack lấy một thi thể chắn lại. Rất nhanh phản động đã xông vào, chúng thấy người là chém, chớp mắt đã chém chết hai người vô tội. Sau đó có một tên đến chọc vào thi thể, may thay không phát hiện ra điều gì. Cho đến tối muộn, cả nhà mới bỏ ra. Họ lên kế hoạch trốn đến Đại sứ quán Mỹ. Đột nhiên bên cạnh có tiếng động, xem ra có tên phản động đang trộm đồ. Hắn ta đứng dậy nhìn thấy Jack lập tức hô hét bên ngoài. Jack vội vàng chạy đến ấn hắn xuống đất, bịt miệng hắn lại. Jack cầu xin hắn ta đừng kêu nữa, tên kia gật đầu đồng ý. Nhưng Jack vừa buông tay, hắn ta lại gọi bên ngoài. Jack vội vàng ấn hắn lại xuống đất, sau đó vơ được một cái đèn quật mạnh vào đầu hắn. Annie thấy vậy không khỏi hoảng hồn, nhưng nếu Jack không ra tay, người gặp nạn chính là cả nhà họ. Ban đêm, Jack trộm được một chiếc xe máy, cả nhà đóng giả thành người địa phương lên đường bỏ trốn. Đi được một đoạn bắt gặp một đám phản động. Annie bảo Jack quay đầu lại nhưng lúc này sau lưng cũng có tiếng súng nổ, Jack đành phải tiếp tục đi về phía trước, chờ cả nhà xông vào nhóm phản động. Không ngoài mong đợi, tai nạn đã xảy ra. Rất nhanh xe máy của họ bị che ngã, một người giúp nâng xe phát hiện Jack là người nước ngoài, anh ta ngây người nhưng không nói gì. Cứ như vậy, cả nhà may mắn thoát nạn. Sau một hồi rỉn ga đá lửa, họ cũng đến được đại sứ quán. Bên ngoài xếp rất nhiều bánh xe, Annie thấy có chút kỳ lạ, Jack bảo họ ở yên tại chỗ để mình vào trong thăm dò. Bên trong hoang tàn đổ nát, khắp nơi đều là xác của phản động. Jack bò vào sảnh chính kiểm tra, lính canh cũng đã chết. Đột nhiên mặt sẹo và đám phản động xông ra, nhìn thấy Jack liền lập tức nổ súng. Vừa hay lúc này tòa nhà phía sau phát nổ, Jack nhân lúc hỗn loạn chạy ra bên ngoài. Cả nhà trốn vào con ngõ gần đó, Jack đập cửa một nhà nọ, cả nhà trốn vào trong. Chủ nhà cầm một cái gậy định đuổi họ đi. Nhưng dưới sự cầu xin của Annie, ông ta đã mềm lòng chủ động dẫn họ trốn vào trong vườn hoa. Rất nhanh đám phản động đã đuổi đến. Do chủ nhà không chịu nói, bọn chúng liền đẩy ngã ông ta. Jack thấy đám phản động đặt súng xuống, liền nói với Annie rằng họ cần khẩu súng này, rồi lén lút chạy đến định trộm. Nhưng anh ta đã gây ra tiếng động, tên phản động phát hiện điều bất thường, hắn ta lập tức chạy đến lục soát. Annie thấy vậy rất lo lắng, một giây sau liền chạy thẳng ra. Đám phản động lập tức bắt cô ta lại, mặt sẹo đến đấm cô ta một nhát. Jack nhân cơ hội xông lên hạ gục một tên phản động, thuận tay cướp được súng của hắn, ngắm vào đám người trước mặt rồi bóp cò. Tiếc thay trong súng không có đạn. Tiếp theo hai tên lao đến sau lưng, Jack một chọi hai không phải đối thủ, rất nhanh bị chúng đánh bầm dập. Mặt sẹo ra lệnh, hai tên thuộc hạ ấn Jack lên cột. Ba tên còn lại thì kéo Annie lên bậc. Mặt sẹo bắt đầu xé quần áo của cô ta, còn cố ý để Jack nhìn thấy. Jack hoảng loạn hét lớn, Annie càng kêu gào thảm thiết. Chính vào lúc này, đột nhiên hai người xông đến. Người đi trước chính là Hammond, người từng cứu Jack. Nhân lúc chưa ai kịp phản ứng, hai người lập tức nổ súng. Có điều mặt sẹo vô cùng linh hoạt, cuối cùng Kenny đã bắn trượt. Kenny chính là bạn của Hammond. Hai vợ chồng Jack chưa hết hoảng loạn, ôm nhau khóc nấc. Hammond giục họ nhanh chóng rời khỏi đây, bởi vì tên mặt sẹo sẽ quay lại ngay. Tiếp theo Hammond dẫn họ lên một sân thượng, mọi người ăn chút đồ lót dạ. Trong lúc đó, Hammond gọi hai vợ chồng Jack đến, chỉ dòng sông đối diện nói biên giới Việt Nam cách nơi đó khoảng mấy dặm. Nếu chúng ta đi thuyền qua đó sẽ được an toàn. Hai vợ chồng Jack vô cùng cảm kích. Sau đó Hammond thừa nhận mình là một đặc công CIA, xảy ra phản động như hiện giờ, ông ta cũng có trách nhiệm, bởi vì ông chính là một quân cờ mà phương Tây cắm ở đây. Đêm đến, Jack tỉnh lại phát hiện Hammond và Kenny đang ngồi xổm bên tường. Đột nhiên có đạn bắn đến, Jack vội vàng dẫn cả nhà đến chỗ Hammond. Hammond nói đối diện có mấy tay cầm súng, tiếp theo ông ta sẽ nổ súng yểm hộ, Kenny dẫn cả nhà chạy xuống dưới. Trong quá trình đó, Kenny không may trúng đạn thiệt mạng, lập tức cả nhà Jack rơi vào đường cụt. May thay Hammond kịp thời nổ súng bắn chết tên kia, nhưng không may Hammond cũng bị trúng đạn. Hammond lập tức đứng dậy bắn trả, nhanh chóng hạ gục tay súng kia. Tiếp theo cả nhà chạy được ra đường lớn. Cuối cùng Hammond không gượng được nữa, khuỵu xuống đường. Jack vội vàng chạy lại giúp đỡ nhưng Hammond bảo anh ta mặc kệ mình, rồi nằm ngã xuống đất. Lúc này hai chiếc xe tải đang lao đến, Jack đành phải tiếp tục bỏ chạy. Nghe thấy tiếng xe nổ, Hammond lại bò dậy. Chỉ thấy ông ta móc súng ra, lặng lẽ chờ xe tải đến gần rồi bắn nổ đầu tài xế. Không lâu sau,
Trời đổ mưa, cả nhà Jack cũng đến bên bờ sông. Do quanh đây xuất hiện phản động, Jack liền cho cả nhà trốn đi, một mình anh ta đi tìm thuyền. Rất nhanh anh ta đã tìm được một con thuyền nhỏ, nhưng bị chủ thuyền phát hiện. Jack lập tức cởi chiếc đồng hồ mấy chục nghìn đô, đổi với ông ta nhưng ông ta không chịu lại chỉ vào giày của Jack. Jack thẳng thừng cởi giày cho ông ta. Ở bên này, mặt sẹo đang dẫn theo đội quân đến. Ông cụ nghe thấy động tĩnh liền bảo Jack trốn vào trong một con thuyền. Mặt sẹo đến tra hỏi, ông cụ không nói gì nhưng mặt sẹo vẫn vạch thuyền kiểm tra. Jack đấm một cú trước, rồi ôm chân gạt hắn ngã xuống đất, điên cuồng đấm vào mặt. Hai tên đàn em đến kéo ra, rất nhanh đã chế ngự được Jack. Mặt sẹo nổi giận đùng đùng, rút súng ra chĩa vào đầu Jack. Vào lúc nguy cấp, Lucy đột nhiên chạy ra, Jack kích động khiến viên đạn bị bắn trượt. Sau đó mặt sẹo túm lấy Lucy đến trước mặt Jack, rồi nhét súng vào tay cô bé bắt cô giết Jack. Jack cầu xin chúng tha cho con mình, nhưng mặt sẹo không chịu nghe lại giật lấy súng chĩa vào đầu Lucy. Jack không còn lựa chọn nào khác, vội vàng bảo con gái nổ súng vào mình. Mặt sẹo bắn một cú xuống đất, Lucy hét lớn, đám đàn em cười hả hê. Lúc này Lucy sợ quá chỉ biết khóc nhưng vẫn không chịu nổ súng. Jack cũng khóc trong tuyệt vọng. Chính vào lúc này, Annie chạy đến vung một gậy đập ngã mặt sẹo. Jack lập tức lấy súng trong tay con gái nổ súng hạ gục một tên. Một tên khác nhào đến cũng bị Jack bắn gục. Annie như lên cơn điên cuồng chút giận vào cây gậy trong tay cho đến khi đập nát cây gậy. Tạm thời giải quyết được nguy hiểm, cả nhà vội vàng lên thuyền bơi về phía biên giới Việt Nam. Không lâu sau lại có một đám phản động nữa đuổi đến, đồng thời phía trước có đèn sáng, quân Việt Nam trên cầu yêu cầu họ không được lại gần. Jack hét lớn, họ cần giúp đỡ, họ muốn đến Việt Nam. Đồng thời phản động bên bờ cũng đang chèo thuyền ra. Trong lúc đó, con thuyền đã qua biên giới Việt Nam. Tiếp đó quân đội liền chĩa hướng súng vào đám phản động, yêu cầu họ hạ súng xuống bởi vì con thuyền này đã vào lãnh thổ Việt Nam. Nếu nổ súng sẽ bị coi là khiêu khích. Đám phản đồ bất lực đành phải từ bỏ truy sát. Cuối cùng cả gia đình đến Việt Nam, ăn phở, ăn bánh tráng trộn tẹt ga, tính ra chuyến du lịch này cũng nhiều trải nghiệm thú vị anh em nhỉ. Bộ phim hôm nay đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chị đẹp review xin chào và hẹn gặp lại.